Xin chào các anh chị. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2023. Ở nội dung phần thứ hai, thì Zfin sẽ gửi đến các anh chị trong đầu tư giá trị vàng với cái phân tích và định giá cổ phiếu RE, một bất sai Hathaway thu nhỏ tại Việt Nam. Thì định giá cổ phiếu RE này thì chia sẻ cùng các anh chị trước đây để có thể phân tích định giá được cổ phiếu này thì đâu đó thì phục cũng mất khoảng độ 3 tháng đến 4 tháng cái giai đoạn năm 2012 13 nghiên cứu miệt mài một ngày trung bình đâu đó khoảng 7 đến 8 tiếng thì mới có thể clear rõ ràng về cái cổ phiếu ri và định giá được Tuy nhiên ngày đó thì so với bây giờ thì đơn giản hơn rất nhiều hiện nay thì ri các mảng kinh doanh thậm chí còn mở rộng mạnh mẽ và phức tạp hơn khá nhiều thì việc để mà đầu tư một cổ phiếu được hiệu quả Ví dụ như Ri này thì AZFIN cũng đã theo đuổi từ hồi năm 2009 đến nay thì đâu đó cũng được 14 năm. Thì cứ khi nào định giá cổ phiếu Ri này về một cái vùng hấp dẫn thì AZFIN cũng không thể thiếu phần góp mặt ở đây. Và về cơ bản cổ phiếu Ri là tuy rằng không thể mang lại lợi nhuận cao lớn như một số các cái cổ phiếu khác nhưng nhìn chung cổ phiếu ri này luôn mang lại lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần so với VN Index. Và thực tế ở trong cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính, AZFIN cũng đã nhiều lần chia sẻ về việc tích sản cổ phiếu RE này rất thành công. Ví dụ như giai đoạn 2014 đến 2016 AZFIN tích sản rất mạnh và đến năm 2017 và đầu 2018 thì AZFIN bán lợi nhuận đâu đó thu được những hơn 130%. Từ đó mang lại cái lợi suất trung bình tính trên khoảng độ chưa đến 2 năm đầu tư, 2 năm đầu tư lên đến 50%. Sau đó là một cái giai đoạn tích sản rất mạnh từ năm 2019 và đến năm 2022 đã chốt lời với cái lợi suất cũng rất cao. Và cổ phiếu RE này hiện nay thì về cơ bản là cũng đang định giá hấp dẫn và có thể mang lại các cái cơ hội tốt. Tuy nhiên, cái chúng ta cần phải chú ý trọng tâm ở trong những cái nội dung định giá này. Đó chính là học hỏi cái phương pháp định giá cũng như là tư duy đúng về cổ phiếu từ đó có thể đầu tư mang lại cái nguồn thu nhập thụ động cao và bền vững hướng đến tự do tài chính và thậm chí cao hơn nữa đó là xây dựng gia sản của chúng ta một cách lớn mạnh và lâu dài truyền lại được cho các cái thế hệ về sau thì uh, nội dung phân tích ri này đây là một cổ phiếu phức tạp thì cái việc phân tích và định giá cổ phiếu ri thì cũng không mấy ai ở trên thị trường chứng khoán làm được và cái việc làm được chi tiết đầy đủ cũng như truyền tải đến quý vị nhà đầu tư một cách dễ hiểu thì thực sự lại càng rất là rất là hiếm. À, bởi vậy cho nên đây cũng là những cái kiến thức mà Z cũng rất coi trọng, trân trọng nó và à, sẵn sàng mang đến cho các anh chị nhà đầu tư, những người à, các anh chị nhà đầu tư vàng, những người thực sự là à, mong muốn à uh, có thêm được một cái uh, những cái kiến thức uh, chuẩn chỉ, chính thống và sâu sắc cũng như rất thực tiễn vào những cổ phiếu chúng ta đang làm đây đó là đang niềm yết ở trên Sở giao dịch chứng khoán. Thì sau đây thì chúng ta sẽ vào cái nội dung về ri. Thì trong khuôn khổ trao đổi với các anh chị ở đây khoảng độ 30 phút, 25 30 phút thì chúng ta không thể nói đến chi tiết đầy đủ từng tí một nhưng AZfin cũng cố gắng đưa ra một cách gọi là đầy đủ nhất, bao trùm nhất và dễ hiểu nhất để các anh chị có thể học hỏi, đưa vào việc phân tích, đầu tư nâng cao kiến thức của mình và chính những kiến thức này anh chị tích lũy được cho mình thì sau này có thể chia sẻ cho con cái có thể học theo, từ đó giúp các bạn ấy có thêm những cái kiến thức về xã hội, về kinh tế, kinh doanh và về đầu tư cổ phiếu thì đầu tiên là về cơ cấu cổ đông của ri thì hiện nay cơ cấu của cổ đông của ri về cơ bản được đánh giá là có cái cơ cấu cổ đông uh, chắc chắn bền vững và đại chúng hóa nhất và với rất nhiều các cái anh tài làm cổ đông ở đây ví dụ như là cái cổ đông lớn nhất đó là quỹ platinum victory pte của singapore thì đây là một trong những công ty đầu tư rất nổi tiếng với ba khoản đầu tư ở Việt Nam rất thành công đó là đầu tư vào Thaco từ năm 2008-09 đầu tư vào Vinamilk cũng giai đoạn rất sớm và đầu tư vào Ri thì uh, cổ đông này là một trong những cổ đông rất trung thành và khi đã đầu tư thì họ hướng đến rất lâu dài và thực tế cho thấy trong chục năm qua thì gần như liên tục cái cổ đông này liên tục đăng ký mua thêm cổ phiếu đăng ký mua thêm cổ phiếu liên tục liên tục và bất kỳ một nhà đầu tư nước ngoài nào bán ra họ cũng sẵn sàng mua luôn, thậm chí với cái giá chênh hơn 10, thậm chí 20%. Tùy vào lượng cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài bán ra. Thì chúng tôi cũng nhận được khá nhiều các cái chào hàng từ quỹ này từ khá lâu rồi. Họ cũng trao đổi với chúng tôi rằng là canh bao giờ cứ tìm được những cái cổ đông ngoại nào muốn bán ra, số lượng càng lớn càng tốt thì cứ thông báo với chúng tôi thì chúng tôi sẽ điều giá tốt hơn so với giá trên sàn sẵn sàng mua lại tiếp theo là cổ đông à, thứ hai lớn thứ hai đó chính là chủ tịch công ty bà Nguyễn Thị Mai Thanh thì đây chính là người dẫn dắt đưa Ri đến với con đường trở thành một bức sai Hathaway nhỏ của Việt Nam trước đây thì công ty này mảng kinh doanh truyền thống đúng với tên nó đó, đó là cơ điện lạnh à, và cái mảng đó thì lại gặp cạnh tranh rất lớn quy mô thị trường không đủ mạnh và cái sự bền vững gần như không có Tuy nhiên nhờ sự tài tình của Chủ tịch Thanh đã khiến cho cái ri ngày càng phát triển một cách bền vững đặc biệt sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2007 08 thì ri đẩy mạnh hơn vào lĩnh vực điện nước mang lại kết quả bền vững uh, lâu dài và rõ ràng là ri là một cái công ty có cái sự vận hành cũng đơn giản hơn các công ty khác và nó sẽ âm thầm phát triển một cách mạnh mẽ tiếp theo là cái cổ đông nhà nước đó là công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố hồ chí minh thì đây cũng là một, chính là cổ đông đầu tiên của ri sau khi cổ phần hóa thì họ vẫn nắm giữ và họ là một cổ đông cũng gọi là góp ích rất nhiều cho ri trong những giai đoạn đầu phát triển à, rồi là chồng của bà thanh rồi tiếp theo là quỹ apollo asia fund rồi là uh, panas master fund rồi rất nhiều các cái quỹ đầu tư khác nữa và cổ phiếu ri gần như là một cổ phiếu không thể thiếu trong các danh mục của các cái quỹ đầu tư dài hạn cùng với cổ phiếu fpt thì từ đây có thể thấy rằng cái cơ cấu của cổ đông của ri rất bền vững tiếp theo là về cái đặc thù kinh doanh của ri thì lại có một cái sự gọi là vững mạnh và đẻ ra một cái dòng tiền đều rất tốt rất nhiều các doanh nghiệp khác có thể là rất mạnh ở một mảng nào đó và à, có thể tăng trưởng khá nhanh nhưng mà về cái độ bền vững thì rõ ràng ri là thuộc dạng bền vững nhất với các cái mảng kinh doanh như sau đầu tiên là mảng năng lượng thì gồm có cả thủy điện nhiệt điện phong điện điện mặt trời và cả bán lẻ điện nữa do đó là nếu mà thủy điện tốt nhiệt điện yếu thì họ vẫn cân bằng được thủy điện yếu thì đã có nhiệt điện phong điện điện mặt trời tốt vân vân nó mang lại một cái kết quả kinh doanh vững mạnh và cái mảng năng lượng này thì hiện nay lợi nhuận đâu đó chiếm trên 50% tổng lợi nhuận của Ri. Thứ hai là mảng cơ điện lạnh rồi là bất động sản thì hai mảng này cũng tuy không quá gần nhau nhưng cũng khá gần nhau và đây cũng là hai mảng truyền thống. Thì mảng cơ điện lạnh đó là thầu các cái dự án cơ điện tại các cái tòa nhà cao tầng hay tại các cái sân bay, bến bãi lớn thì đây là một cái mảng mà Ri cũng là top đầu Việt Nam mảng truyền thống nhất của công ty này trong nhiều năm qua. Tiếp theo mảng bất động sản thì mảng bất động sản thì khởi nguồn từ việc sau khi cổ phần hóa, RI vẫn sở hữu được những cái mảnh đất khá là tốt ở Cộng hòa Đoàn Văn Bơ. Do đó là công ty này đã là một trong những công ty tiên phong đầu tiên của Việt Nam hướng đến cái việc tạo ra dòng tiền bền vững từ mảng bất động sản bằng việc xây dựng cái tòa nhà văn phòng cho thuê Y e Thao e 1 và đâu đó năm 2002 đưa vào vận hành Ở thời gian đó thì người ta cứ kỳ vọng rằng Ồ oh, thôi bán luôn đất thì thu tiền cho ngon Nhưng mà Ri đã suy nghĩ rất là dài hạn bền vững Tận dụng cái sự mở cửa của nền kinh tế của chúng ta Để có thể xây dựng đón sẵn Cái việc cho thuê bất động sản Mang lại dòng tiền rất là tốt Thì uh, hồi đó thì đâu đó xây dựng một mét vuông uh, Bất động sản thì cũng không hết quá nhiều tiền đâu cho thuê thì tính bằng tiền đô khoảng mười mấy hai mươi đô một mét thì cái cái tỷ suất hoàn vốn nó rất là lớn rất lớn tuy nó không lợi nhuận ngay một cục lớn bằng việc bán bất động sản nhưng mà nó mang lại một cái lợi nhuận bền vững và từ đó đến nay thì giá cho thuê bất động sản lại liên tục tăng theo thời gian liên tục tăng theo thời gian từ đó mang lại cái lợi nhuận hàng năm tăng trưởng đều cho ri thậm chí bây giờ là giá thuê hàng năm có thể tương đương với khoảng độ 30 đến 50% so với giá đầu tư giai đoạn đó. đó mang lại cái kết quả kinh doanh rất tốt và hiện nay Ri cũng là cái công ty cho thuê bất động sản văn phòng top đầu Việt Nam với khoảng độ hơn 145 000 mét vuông đem vào cho thuê đó là bất động sản mảng chính bên cạnh đó thì Ri cũng có một phần đầu tư vào gọi là phát triển bất động sản với việc sở hữu 28,87% của Sài Gòn Red Bên cạnh đó thì Ri cũng có một số các cái dự án đơn lẻ khác mang lại kết quả kinh doanh tuy không ổn định nhưng cũng sẽ cũng đóng góp tương đối tốt khoảng 5 đến uh, 3 đến 5 đến 7% mỗi năm lợi nhuận cho Ri. Tiếp theo thì mảng nước và môi trường thì bao gồm xử lý nước, cung cấp nước thì uh, Ri cũng là doanh nghiệp tư nhân có được cái hệ thống mạng lưới kinh doanh nước lớn nhất Việt Nam. Lớn nhất Việt Nam nhé chứ không hề nhỏ một chút nào và hiện nay mảng này đang trong quá trình đầu tư mở rộng rất mạnh và rất nhanh à, kết quả kinh doanh có thể đến chưa được nhiều nhưng trong tương lai hứa hẹn sẽ rất là đáng kể à, để hiểu hơn thêm về ri thì ở đây azfin minh họa theo cái dạng này đó là cấu trúc tập đoàn của ri thì đây là gồm các mảng đúng không? cơ điện lạnh thì có ri MNI, &E, ri tech RMC Repro bất động sản gồm có Reproperty, Real Land, Reproperty tức là cái mảng cho thuê đấy, còn Real Land tức là mảng phát triển bất động sản và bán các cái ví dụ như căn chung cư, biệt thự liền kề vân vân đó. thì trong đó thì cũng có sở hữu một cái tỷ lệ cổ phần khá lớn của Sài Gòn Red 28,87%. Tiếp theo mảng năng lượng thì vì sở hữu rất nhiều các công ty điện rất nhiều các công ty điện nổi tiếng nhất ở đây có thể lẽ là điện Vĩnh Sơn Sông Hình Vĩnh Sơn Sông Hình rồi là rất nhiều các công ty điện khác nữa có thời gian anh chị nên nghiên cứu thêm đúng không ạ rồi tiếp theo mảng nước và môi trường ri sở hữu cũng hàng chục thương hiệu khác nhau từ đó mang lại những cái kết quả có thể nói là bền vững thì uh, cũng giống như tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett thì mà hàng năm các cái doanh nghiệp này mang lại cái dòng tiền rất lớn. Từ đó RI lại liên tục tái đầu tư chính mảng này hoặc là đi mua cổ phiếu. Ví dụ như là cuối năm 2022, RI đã mua được đâu đó hơn 700 tỷ đồng tương đương với khoảng độ bây giờ tương đương với khoảng gần 50 triệu cổ phiếu VIP với cái giá vốn rất rẻ. Từ đó thì có thể mang lại những cái lợi nhuận tốt trong tương lai, trong dài hạn đối với cái công ty này. Và cái địa bàn kinh doanh của công ty RI thì gồm là 32 tỉnh thành với các dự án điện nước và bất động sản à, rồi là 22 tỉnh thành với các dự án thầu cơ điện lạnh có thể thấy rằng quy mô kinh doanh khủng khiếp như thế nào 32 tỉnh là có kinh doanh điện nước bất động sản 22 tỉnh là có thầu các cái dự án sử dụng cơ điện và ba dự án điện gió đang vận hành tại các nơi như là ninh thuận bình thuận và trà vinh Tiếp theo là cái năng lực và công suất các mảng kinh doanh của Ri. Đối với mảng năng lượng thì tổng công suất lắp đặt các nhà máy là 2.763 MW. Thì cái công suất này nó lớn đến như thế nào? Thì chia sẻ cùng anh chị nếu mà chia cho mỗi hộ dân thì cái này nó có thể phục vụ đâu đó khoảng độ 10, 15, 10, 15 triệu dân sử dụng điện tức là chúng ta không tính đến các nhà máy sản xuất công nghiệp nặng lớn thì nếu mà chia cho các hộ dân dùng với mỗi gia đình dùng khoảng độ đâu đó khoảng một à, số hoặc là một năm trăm số đi thì cái số này có thể lên đến hàng chục triệu dân Đúng không? rồi là tổng công suất lắp đặt thực sở hữu là một hai mươi ba mw thì tức là như này các nhà máy mà ri có đầu tư các công ty mà Ri có đầu tư là tổng công suất là 2763 nhưng tính theo tỷ lệ phần trăm sở hữu là tương đương với hơn 1000 MW. Thì cái này nó lớn đến như thế nào thì chúng ta hãy thử tưởng tượng một cái nhà máy thủy điện thông thường có 30 MW thôi. Như vậy cái này nó gấp lên Quếến bao nhiêu ạ? 90 lần. Một cái nhà máy thủy điện trung bình. Đó. Và tổng công suất vận hành à, điện năng sản xuất và hệ thống công suất thì chúng ta được phân ra các cái mảng rất rõ ràng đây. Thứ nhất là với nhiệt điện 281 MW đúng không ạ? Tạo ra 800 triệu số điện. 800 triệu số điện chiếm 34%. Thủy điện thì đâu đó là 512 MW đúng không ạ? Tạo ra 2 tỷ 860 triệu kWh điện chiếm 64%. điện gió là có 87 MW tạo ra 237 triệu kWh tức là 237 triệu số điện mà chúng ta hay nói đấy điện mặt trời là 143 MW tạo ra 170 triệu kWh đó thì đấy là những cái năng lực của Ri cho thấy một cái tập đoàn vô cùng lớn trong lĩnh vực điện năng à, tiếp theo về cái mảng cơ điện thì giá trị hợp đồng ký mới là lên đến 2.405 tỷ đồng cho năm 2000 cuối năm, cuối năm 2022. Đó. Rồi tiếp theo mảng môi trường nước thì tổng công suất nước đạt trên 1,1 triệu mét khối trên ngày. Chúng ta hãy thử tượng tượng như này. Mỗi gia đình chúng ta một tháng, ví dụ như là 5 người đi, thì đâu đó sử dụng cũng chả nhì không nhiều đâu. Thì đâu đó khoảng độ 5 người là sử dụng 15 khối nước. Thế là tương đối nhiều rồi đấy. Đó. Thì 5 người mới là tương đương với 15 khối nước. Nhưng mà đây là lên đến hơn 1 triệu 1 triệu mét khối trên ngày Đấy là một tháng Còn một ngày như vậy là chúng ta sử dụng có nửa mét khối nước thôi Đấy là một gia đình Thì cho thấy rằng 1 triệu, một triệu này Có thể phục vụ khoảng hơn 2 triệu gia đình 2,2 hai hai triệu gia đình Nhân với 5 người lên thì cũng phục vụ lên đến hàng chục triệu người dân Sử dụng nước Có thể nói rất lớn chứ không hề nhỏ một chút nào Đúng không ạ? Tổng sản lượng nước sản xuất lên đến 423 triệu mét khối năm tổng sản lượng phân phối nước là 267 triệu mét khối. Tức là trong mảng nước thì lại có hai cấu thành. Đối với việc nhà máy sản xuất riêng và đối với nhà máy lại phân phối nước đến từng hộ riêng. Đó, có những nhà máy thì họ có cả hai nhưng mà có những nhà máy thì họ chỉ truyền tải nước đến các hộ bán lẻ thôi. Rồi có những nhà máy chỉ sản xuất thôi. Thì về vấn đề là sản xuất tổng công suất là 423 triệu nhưng mà sở hữu sở hữu hệ phân phối là lên đến 200 chỉ 267 triệu mét khối thôi, đúng không? Tiếp theo là về cái mảng bất động sản thì tổng diện tích cho thuê là lên đến 144.854 mét vuông đất. Đó, và tỷ lệ lấp đầy cuối 2022 là 97,5%. Số lượng tòa nhà văn phòng cho thuê lên đến 11 tòa nhà. Số khách hàng cho thuê là 220 doanh nghiệp. Quy mô cho thuê bất động sản Ở của Ri tính nếu e thao 6 vào hoạt động vào cuối năm 2023 này thì công suất cho thuê có thể lên đến gần 180.000m2 tương ương với khoảng độ 10% số lượng văn phòng cho thuê với cái cấp độ cao tức là văn phòng cho thuê gọi là chuyên nghiệp đấy thì đã chiếm 10% toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh, chứ không hề ít một chút nào. Về kết quả kinh doanh của Ri 5 năm qua thì như sau về vốn điều lệ thì tăng 3,5% Vốn chủ xíu tăng 13,6% Tổng tài sản tăng 21,6% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông khi mua cổ phiếu ri ấy, Đó là tăng 10,8% Bình quân mỗi năm nha anh chị nhé Đây là tăng bình quân nhé Chứ không phải là tăng có từng ý trong 5 năm Mà là tăng bình quân mỗi năm như vậy Cổ tức trả bằng tiền thì tăng 12,3% bình quân mỗi năm đúng không? Rồi ROE thì cũng khá cao Trung bình đâu đó khoảng 17-18% Đó và giá cổ phiếu thì trong 5 năm qua trung bình tăng 23,4% trên năm. Tiếp theo là tình hình kinh doanh của tất cả các cái mảng kinh doanh của Ri như thế nào. Thì ở đây ví dụ như chúng ta thấy ví dụ như năm 2018 thì cái kết quả như sau. Cơ điện 243 tỷ, bất động sản 422 tỷ, năng lượng 943 tỷ, nước môi trường 154 tỷ, khác 22 tỷ. Nhưng đến năm 2022 thì cơ điện lạnh giảm còn có 133 tỷ do cái cạnh tranh khốc liệt cũng như cái vấn đề đầu tư công khá là thấp giai đoạn 2021-2022 và từ 2023 thì mảng này sẽ tăng bất động sản thì 579 tỷ chủ yếu là ở bất động sản cho thuê rồi là năng lượng đã lên đến 1666 tỷ duy trì vị trí dẫn đầu và tăng trưởng rất mạnh nước môi trường thì cũng có cái sự tăng rất ấn tượng và đạt 339 tỷ và như vậy có thể thấy rằng các cái mảng thì kinh doanh mạnh nhất tăng trưởng mạnh nhất là nước, môi trường, rồi năng lượng, rồi bất động sản. Còn mảng cơ điện lạnh thì bị giảm. Tuy nhiên trong tương lai thì với việc đã tạo đáy thấp vào 2021 thì sẽ có dấu hiệu tăng lên nhưng mà cũng không tăng đáng kể. Đúng không ạ? Về tổng thì kết quả kinh doanh mỗi năm tăng 10,8%. À, đây là chính là tỷ trọng doanh thu lợi nhuận của các mảng. Đúng không? Chúng ta thấy rằng 2018 cơ điện lạnh doanh thu đóng góp lớn nhất. Thì đến năm 2022 là năng lượng rồi tức là có sự chuyển dịch sang cái sự bền vững hơn và tăng trưởng mạnh vào những cái mảng mang lại dòng tiền đều tiếp theo là về cơ cấu lợi nhuận thì mảng năng lượng cũng sẽ là lớn nhất tiếp đến chính là mảng bất động sản trong đó chủ đạo bất động sản cho thuê rồi mới đến cái mảng nước và cơ điện thì nhỏ mà khác thì không đáng kể về cái kế hoạch kinh doanh năm 2023 của ri thì xác nhận rằng là doanh thu của họ là 10.962 tỷ tăng 17% Lợi nhuận sau thuế họ đặt kế hoạch 2.700 tỷ thì tăng 0,3% về cơ bản đi ngang so với 2022. Thì 2022 là một năm rất thuận lợi đối với Thủy Điện cho nên là mảng năng lượng mang tới 1.666 tỷ lợi nhuận. Còn năm nay 2023 thì khi mà Thủy Điện không còn quá tốt nữa thì lợi nhuận của mảng thì có thể giảm. Tuy nhiên thì RE có thể hạch toán thêm về bất động sản. Ví dụ ở đây thì họ đặt kế hoạch mảng năng lượng là 1.351 tỷ giảm 18,9% so với 2022. Ờ, mảng cơ điện thì là 160 tỷ lợi nhuận tăng 20,2%. Mảng bất động sản thì họ kỳ vọng rất cao tăng tới 930 tỷ tức là tăng hơn 60%. Đúng không ạ? Trước chưa chưa đến 600 tỷ mà đặt 930 tỷ. Mảng nước sạch thì đặt lợi nhuận lên đến 3, 335 tỷ tức là tương đương với năm 2022. Vì sao mảng bất động sản đặt lợi nhuận cao như thế? Bởi vì có những cái dự án mà Ri cũng kỳ vọng là có thể là uh, bàn giao ngay trong năm 2023 để ghi nhận lợi nhuận. Đấy là một số dự án phát triển bất động sản làm với Sài Gòn Red và à, và Rì cũng tự làm ở Thái Bình. Tiếp theo về cái triển vọng tăng trưởng tương lai đến từ đâu? Thứ nhất, tăng trưởng mảng điện nước hàng năm bình quân kỳ vọng khoảng 7 đến 12% trong 10 năm nữa dựa vào một mở rộng công suất mới và nâng công suất các nhà máy cũ lên. Bên cạnh đó là M&A khi có cơ hội và và cuối cùng là kỳ vọng sẽ có sự tăng giá với giá điện nước ở Việt Nam hiện nay tăng trưởng vẫn rất là giá vẫn rất là thấp nhà nước vẫn bảo hộ thì trong tương lai thì sẽ dần dần cũng phải tiến đến gọi là tăng dần theo giá thị trường phần nào đó tiếp theo là mảng bất động sản tăng trưởng mạnh là 2024 2025 à, do y thao 6 đi vào hoạt động với cái sản lượng là 36.798 m mét, mét mét vuông thương phẩm cho thuê thì về cơ bản là trong cái chuẩn bị cái y thao 6 này là đang đang chuẩn bị là là kết nóc và dự kiến là quý 4 thì có thể bắt đầu cho thuê và có thể bắt đầu mang lại doanh thu vào cuối quý 1 năm 2024 và tổng diện tích cho thuê lên đến tổng lên đến 181.652 mét vuông các cái dự án nhà ở và dân cư với công ty liên kết này SGR Sài Gòn ria phụ thuộc vào thị trường bất động sản và sẽ ghi nhận năm cao năm thấp cái này nó không thể ổn định được. Rồi mảng cơ điện lạnh thì cạnh tranh gay gắt nên kết quả kinh doanh sẽ duy trì à, đi ngang là chính. Tất nhiên là giai đoạn hiện nay thì về cơ bản là đầu tư công khá mạnh thì có thể làm tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên vài năm nữa đầu tư công hạ thì mảng này kết quả kinh doanh lại có thể điều chỉnh. Mảng đầu tư tài chính sẽ có được thêm nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại hàng năm à, hoặc để đầu tư tài chính hoặc để giảm bớt nợ vay thì cũng có thể giúp một năm tăng thêm 200 tỷ lợi nhuận trước thuế nữa. Về lâu dài thì ri tăng trưởng ổn định khoảng 10% trên năm trong vòng khoảng 10, 10 năm tới. Tiếp theo là về định giá cổ phiếu ri thì ri sở hữu ba cái mảng chính. Tóm lại đầu tiên là cơ điện lạnh, thứ hai là mảng năng lượng, thứ ba là mảng à, thứ hai là năng lượng và nước, thứ ba là mảng liên quan đến gọi là bất động sản. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy rằng ba mảng đó nhưng mà nó lại chia làm bốn có thể định giá theo bốn không phải theo ba do những cái đặc thù khác nhau. Ví dụ như là mảng cơ điện lạnh thì bão hòa rồi thì có thể áp dụng phương pháp PE. Mảng cho thuê văn phòng có thể phương dụng phương pháp RNP hoặc phương pháp Capitalization Rate hoặc phương pháp Free Cash Flow, tức là sử dụng phương pháp giá trị tài sản dòng này, phương pháp so sánh đối chiếu với lợi suất cho thuê ở văn phòng là bao nhiêu rồi quy ra giá, giá này, rồi phương pháp dòng tiền này. Thì mảng phát triển bất động sản có quy mô nhỏ nên áp dụng phương pháp này tổng vốn đầu tư là bao nhiêu hoặc là phương pháp rửa nát. Mảng điện và nước thì có thể dùng PE hoặc là giá thị trường các khoản đầu tư để áp dụng. Thì định giá, RE thì theo cái cấu phần gọi là từng phần. Đúng không? Đầu tiên là định giá mảng cơ điện lạnh theo phương pháp PE. Thì về cơ bản lợi nhuận năm 2022 là 133 tỷ. Đó, mảng cơ đấy, điện này đóng góp ngày càng nhỏ. Và kết quả 2021-2022 giảm thấp do ảnh hưởng COVID và đầu tư công thấp. Từ 2024 thì đầu tư công trở lại mạnh mẽ cộng thêm kinh tế phục hồi thì dự kiến là lợi nhuận kết quả sẽ tăng. Trung bình dài hạn thì có thể mang lại lợi nhuận khoảng 160 đến 200 tỷ trên một năm. Với đặc thù như vậy thì PE chỉ đáng 7,5 lần thôi, nó không ổn định thì định giá khoảng 1500 tỷ mảng này. Tiếp theo là mảng văn phòng cho thuê thì uh, uh, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 516 tỷ. Đó rồi là lợi nhuận sau thuế của văn phòng cho thuê năm 2024 đến 2025 có thể đạt 650 tỷ đồng khi e thao 6 đi vào hoạt động. Sau khi trừ tất cả các chi phí về khấu hao cho thuê văn phòng ở Việt Nam thì có lợi nhuận khoảng 5% so với cái gọi là cái giá của cái bất động sản ý nhưng mà thực tế chia sẻ cùng anh chị có khi nó chỉ 3% thôi. Thì tôi nói 5% ở đây là gọi là cũng gọi là chiết khấu cao đấy, chiết khấu cao đấy. Thì định giá hợp lý cho mảng uh, thuê văn phòng theo phương pháp cap rate đó là 13.000 tỷ đồng. Nhưng mà nếu định giá theo phương pháp RNAV thì giá trị cái khối văn phòng của Ri đang giá không dưới 20.000 tỷ, thậm chí là cao hơn rất nhiều. À, anh chị nào ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đến thăm các cái tòa nhà văn phòng cho thuê. Quy mô diện tích ở đấy hàng rộng hàng vài hecta đúng không ạ? Cộng thêm là có mấy nơi mấy nơi lên đến vài hecta và toàn những vị trí đắc địa xây văn phòng lớn cho thuê thì định giá những cái thậm chí nó lên đến gọi là con số vài hơn 1 tỷ đô chứ không đơn giản nhưng mà chúng tôi sử dụng phương pháp này thận trọng thì chỉ để là 13.000 tỷ đồng thôi tiếp theo là định giá mảng phát triển bất động sản theo phương pháp vốn chủ sở hữu tức là mảng này thì nhỏ khá là phập phù đúng thì lợi nhuận sau thuế thì phụ thuộc vào cái thị trường bất động sản và do đặc thù ghi nhận lúc nào bản giao nhà là ghi thế thành ra nó không có sự ổn định thì Ri sở hữu 28,87% của Sài Gòn Ri với dự án lớn nhất là dự án thương mại nhà ở Phú Hội và nắm 75% dự án nhà ở thương mại Bồ Xuyên ở Thái Bình. Định giá mảng này theo phương pháp vốn chủ sở hữu thì hơn 1.000 tỷ nhưng mà Zfin cho rằng là để 1.000 tỷ cho nó thận trọng một chút. Định giá mảng điện theo phương pháp PE thì mảng điện thì năm 2022 mang lại lợi nhuận 1.666 tỷ thì kết quả kinh doanh của Ri có nhiều thuận lợi cho năm này, đặc biệt do thủy đề, điện có lượng, lượng lớn uh, do đó là lợi nhuận cao. Ngoài ra lợi nhuận 2022 cao hơn 2021 rất nhiều là do hợp nhất của Vĩnh Sơn Sông Hinh vào uh, khiến cho kết quả kinh doanh cũng tích cực cộng thêm cũng có một số dự án mới cũng như một số uh, khoản mua mới mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên uh, về bình quân lợi nhuận thì phim cho rằng có thể đạt 1450 tỷ đồng thì với mảng điện này thì PE bằng 10 là hợp lý do mảng Do đó định giá mảng này là khoảng 14.500 tỷ đồng. Tiếp theo, về cái định giá mảng nước và môi trường theo giá thị trường. Thì về cơ bản mảng nước này thì ri đầu tư cũng rất nhiều nhà máy, đâu đó hàng chục nhà máy với công suất rất lớn. À, thì mảng này thì trong giai đoạn này vẫn là đang giai đoạn mở rộng đầu tư, hiệu quả kinh doanh chưa cao. Nhưng mà lợi nhuận cũng đã đạt tới 339 tỷ đồng rồi. Mảng nước thì đang trong quá trình mở rộng mạnh như vậy. Lợi nhuận sau thuế đạt 339 tỷ và tỷ đồng 2022 và liên tục tăng trưởng kết quả kinh doanh. Thì định giá theo phương pháp à, góp vốn đầu tư tức là những cái vốn đi bỏ vào đầu tư hoặc là theo phương pháp PE thì ri, thì mảng này xứng đáng là tối thiểu 5.000 tỷ. Đó thì đây là một mức định giá tương đối thận trọng. Bởi vì về cơ bản hiện nay mà người ta muốn mua các doanh nghiệp nước này thì tối thiểu mua PE bằng 20 thậm chí 30 lần. Tức là định giá mảng này đâu đó khoảng 6 ngàn. 800 tỷ đến thậm chí 10.000 tỷ đồng thì à, tổng kết về định giá theo phương pháp cấu phần và chiến lược thì thứ nhất là mảng cơ điện 1.500 tỷ, cho thuê bất động sản 13.000 tỷ, phát triển bất động sản 1.000 tỷ, điện 14.500 tỷ, nước 5.000 tỷ. Và bên cạnh đó mảng khác 1.000 tỷ. Bởi vì sao lại vậy? Bởi Ri cũng có tiền đầu tư và tài chính. Ví dụ như giai đoạn vừa rồi đầu tư hơn 700 tỷ vào VIP và vân vân một số các cái khoản khác vân vân nữa. Thì như vậy tổng giá trị định giá cấu phần tất cả các mảng của Ri là 36.000 tỷ chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành là 409 triệu thì giá trị hợp lý mỗi cổ phiếu là khoảng 88.000 đồng. Do đó đặc thù hoạt động kinh doanh ổn định và cổ tức tiền có thể trả khá cao trong dài hạn và trong quá khứ thường trả khoảng 1.600 một năm. thì nên ri phù hợp với nhà đầu tư dài hạn và với rủi ro thấp, kỳ vọng rủi ro thấp. Đầu tư ri thì phù hợp với khi mua khi chiết khấu trên 15%, tương ứng với giá dưới 74.000 đồng và chốt lời khi giá vượt giá khuyến nghị và lưu ý rằng nếu mà tầm nhìn xa hơn 2025, 2026 chẳng hạn thì rõ ràng định giá giá trị của Ri nó vẫn sẽ tăng theo thời gian. Đó, vẫn sẽ tăng theo thời gian anh chị nhé. Còn đây là mục tiêu gọi là định giá giá trị tài sản hiện tại thôi. Hiện tại nó đáng giá như thế, còn giá thị trường đâu đó nào chỉ quanh 60 đúng không? 61. Thì đấy. Thì đây chính là cái phương pháp định giá à, rất phức tạp đối với cổ phiếu Ri Tức là chúng ta định giá 4, 5, 6 mảng cơ, và sau đó cộng lại cũng cuối cùng chúng ta chia ra. Thì uh, việc định giá này ngoài việc là một cái khoa học, nó còn là một cái nghệ thuật nữa. Cần phải tìm hiểu sâu, kỹ, rõ hơn. Thì trên đây chính là những cái nội dung mà Zfin muốn cung cấp đến các anh chị độc nhất chỉ có ở Zfin. Và anh chị uh, lưu ý rằng là anh chị có thể áp dụng cái này uh, vào việc uh, lật ngược lại đọc kỹ về gì, hiểu rõ về gì. Từ đó là thẩm thấu hơn cái phương pháp định giá. thì những cái nội dung này thì AZFIN dành cho riêng hội viên vàng và bên cạnh đó thì thi thoảng chúng tôi có thể public ra bên ngoài một vài clip nào đó để cho họ tham khảo một chút. đấy thì trên đây là những cái nội dung mà anh chị chúc anh chị thu được nhiều kiến thức hữu ích. xin chào và hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo. Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư Át hẳn mỗi chúng ta khi tham gia thị trường chứng khoán đều đặt ra rất nhiều các câu hỏi như Làm thế nào để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp bài bản để từ đó mang lại hiệu quả lâu dài từ kênh đầu tư cổ phiếu Hay vi mô tình hình kinh tế thế giới hiện nay như thế nào có thuận lợi đối với nền kinh tế hay không Hay thị trường chứng khoán liệu có tăng trưởng tốt trong tương lai hay không rồi ngành nào là những ngành được hưởng lợi trong mỗi một giai đoạn mỗi một chu kỳ của kinh tế và cuối cùng là những cái doanh nghiệp nào là những doanh nghiệp tốt triển vọng mang lại kết quả kinh doanh cao trong tương lai đặc biệt đó là định giá các cổ phiếu đó như thế nào Thấu hiểu được những mong muốn trên, AZFIN Việt Nam đã xây dựng lên chương trình YouTube hội viên nhằm đáp ứng tất cả các yêu cầu đó với 4 cấp độ cung cấp đến quý anh chị cụ thể như sau. Cấp độ thứ nhất bắt đầu với chương trình hội viên thân thiết, nhà đầu tư sẽ nhận được những video phân tích, đánh giá và cập nhật kết quả kinh doanh về doanh nghiệp. Đồng thời anh chị cũng nhận được những video đào tạo về kiến thức đầu tư cũng như phân bổ vốn, lựa chọn ngành theo chu kỳ kinh tế tổng cộng là 4 video trên tháng. Ở cấp độ thứ hai nhà đầu tư VIP đây là chương trình được xây dựng với kỳ vọng là con đường đưa anh chị trở thành nhà đầu tư giá trị thực thụ thông qua việc cung cấp các kiến thức đầu tư toàn diện và có hệ thống từ A đến Z với việc ứng dụng hết sức thực tiễn ngay trên các cổ phiếu đang niêm yết. Ngoài các video như hội viên thân thiết, anh chị sẽ nhận được tối thiểu hai clip trên tháng về những kiến thức chia sẻ hết sức thực chiến trên. Cấp độ thứ ba nhà đầu tư vàng. Đây là bản nâng cấp rút gọn của chương trình đọc vị cổ phiếu chuyên sâu và định giá cổ phiếu cao cao cấp rất nổi tiếng của AZFin Việt Nam. Ở cấp độ này, hội viên AZFin sẽ nhận được quyền lợi ở cấp độ 2 và cấp độ 1 trước đó. Đồng thời hàng tháng hội viên nhận được 4 video ứng dụng tất cả các phương pháp định giá kinh điển nhất, chuyên sâu nhất như chiết khấu dòng tiền, EV/EBITDA, P/E, P/B, P/S, RNAP, vân vân vào phù hợp với những cổ phiếu khác nhau trong những ngành nghề khác nhau đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán như ngành ngân hàng, ngành chứng khoán, ngành bất động sản, ngành công nghệ ngành bán lẻ ngành hàng tiêu dùng ngành tiện ích và các ngành khác nữa ở cấp độ thứ tư nhà đầu tư kim cương thì ngoài những quyền lợi của các cấp độ trước thì quý anh chị còn nhận được đặc quyền độc nhất là sẽ trao đổi trực tiếp với bản thân tôi đặng trần phục và nhận được kinh nghiệm về đầu tư quản trị tài chính và quản lý gia sản để ứng dụng vào trong việc xây dựng và quản lý gia sản của bản thân được tốt hơn hiệu quả hơn hướng đến tự do tài chính và cao hơn nữa